Cơ sở Lan Rừng Ngọc Bền xin chào tất cả quý vị các bạn đam mê lan trên toàn quốc nhé. Hôm nay cơ sở chúng em lại cập nhật về cái lô hàng mới cho ngày mùng 2 tháng 4 năm 2019. Thì hôm nay chúng em có cho các bạn cả rừng Lào và rừng Tây Bắc và cả rừng Cao Bằng có nhé các bạn nhé. Đấy. Và trước khi đi vào giới thiệu những mặt hàng để chia sẻ cho mọi người, ngày hôm nay thì em xin được giới thiệu về cơ sở chúng em là ở thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng nhé các bạn. Đó, hình thức bán hàng của chúng em thì chúng em sẽ bán hàng, nhận hàng trực tiếp qua số điện thoại hoặc là tin nhắn trực tiếp của các bạn vào số điện thoại của chúng em. Và chúng em sẽ gửi hàng đi trong ngày cho các bạn. Và em sẽ bán hàng, gửi hàng đi toàn quốc cho các bạn nhé. Và thanh toán tiền hàng và tiền cước ấy thì các bạn thanh toán trực tiếp với bên bưu tá chuyển phát hàng tận tay cho các bạn ạ. Đó. Và bây giờ em đi vào giới thiệu những mặt hàng lan mà ngày hôm nay có luôn, là gồm có rất là nhiều loại mặt hàng đang hot như thời điểm hiện giờ đây thì như cái sóc tím rừng Lào. Sóc tím rừng Lào thì về được lô nào thì chúng em đều được các bạn ủng hộ rất là nhiệt tình, nên là cũng hết rất là nhanh cái mặt hàng này nhé. Đấy, em đi vào giới thiệu luôn cái mặt hàng sóc tím rừng Lào này đây. À, quên mất, trước khi giới thiệu những mặt hàng thì em cập nhật cái số điện thoại của shop chúng em. Shop chúng em số điện thoại của shop chúng em là số 0984754102 nhé các bạn nhé. Đó. Và đây là cái mặt hàng sóc Lào của chúng ta đây. Chúng ta có hai loại sóc nhé các bạn nhé, loại size nhỏ và loại size to đấy ạ. Đấy. Loại size to này là một bó là 100.000 một bó nhé các bạn. Đấy, 100.000 một bó, loại size to ạ. Đấy. Hàng rất là đẹp luôn các bạn. Đấy, có những cây là đang có nụ nhé các bạn nhé. Bây giờ đang là đầu mùa nụ. Đấy, đây là một cái nụ của lan sóc tím rừng Lào đây. Đấy. Còn ở trong bó này đây thì chắc chắn là đang 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 xuất hiện rất là nhiều nụ rồi các bạn ạ. Đấy. Mỗi bó là 100.000 nhé các bạn. Cái này chúng em đã bó sẵn vậy tiện cho các bạn đặt hàng. Đấy. 100.000 một bó. Mỗi bó này thì nó sẽ rơi vào độ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cây. Khoảng 10 cây. Đó. Còn ở bên này cái size nhỏ hơn. Size nhỏ hơn thì có giá là 60.000 một bó đấy ạ. Cái loại size nhỏ này nhá là 60.000 một bó. Mỗi bó này chắc cũng sẽ rơi vào độ khoảng 10 cây nhé các bạn. Chắc không đến 10 cây. Đấy. Hàng rất là đẹp luôn ạ. Riêng về cái dòng sóc này, cây nhỏ nó cũng sẽ cho hoa bình thường thôi các bạn. Chẳng qua là cây lá nó nhỏ hơn thế thôi. Đấy. Dòng này thì cho hoa rất là sớm. Đếm đến thử xem bó này gồm có bao nhiêu cây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ô, hơn chục cây đấy. Như cây này đây đang nụ này. Nụ nó đang xen ra những cái rễ này. Đấy. Đây, đây, đây. Đây, đây là một cái nụ nhá. Đó, cây nhỏ mà nó cũng đang nụ như này nhá. Đấy, nụ nó hơi tím tía này. Đó. Đấy, 60.000 một bó. Và còn đây là cái chồn trắng rừng Lào. Chồn trắng rừng Lào thì cũng có độ khoảng hơn cân thôi. Khoảng cân rưỡi này. Khoảng cân rưỡi này em chia sẻ cho mọi người là 200.000 nhá. Cái này thì nó hơi héo lá nên là em cũng bán với cái giá nó thanh lý thôi, là 200.000 cái phần sóc cái phần chồn trắng rừng Lào này nhá. Cái chồn trắng thì bây giờ cũng đang đi vào mùa nụ đấy các bạn ạ. Đấy. Như cây này đây em thấy có cái nụ đang sưng ở đây này. Đó. Đây cũng có một nụ này. Đấy. 200.000 thôi ạ. Còn đây em có độ khoảng 10 củ mạc diệp. 10 củ này thì mới mỗi củ là 20.000 một củ nhé các bạn nhé. 20.000 một củ mạc diệp ạ. Và ở đây em có một dề vanda khá là đẹp luôn ạ. À, dề vanda này chị Hà chị thích này. Lát nữa điện chị Hà xem chị lấy không này. Dề vanda này 800.000 nữa ạ. Gồm có 3 cây.
ba cây lá xếp rất là to đấy, ba cây lá xếp rất là to này, ba cây mẹ lá xếp này, một này, hai đây đấy, cây rất là to đẹp luôn ạ. Và ba đây, à bốn cây luôn chị ạ, bốn cây. Đây một cây nữa này, cây này hơi nhỏ một chút này, đấy bốn cây lá xếp cực kỳ là to luôn. Mỗi cây phải như cây này đây gồm có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 cặp lá luôn. Đấy. Đấy, 4 cây này chắc nó cũng sẽ đều đều tầm khoảng 20 cặp lá hết. Và còn rất nhiều cây con này. Mà chỉ có giá là 800.000 thôi. Đấy, rất là rẻ. 1, 2, 3, 4, 5, 5 cây con, 6 cây con. Ui, 6 cây con này không đã rất là giá trị rồi. Đấy, rất là đẹp luôn. Cây mọc đứng cực kỳ là đẹp. Mà là hàng nguyên bản nhá các bạn nhá, nguyên bản khúc cây này. Đấy, chỉ có giá 800.000 thôi. Cái này rất là rẻ. Nói chung là em lấy được hàng rẻ thì chúng em sẽ chia sẻ cho các bạn với cái giá rất là rẻ luôn. Và còn đây cũng một khúc nguyên bản nữa, phân đa nguyên bản gồm có một mẹ, một cây con, hai cây con, hai cái, một cây con này nhỏ nhỏ thôi. Đấy. Khúc này thì em để giá cho mọi người là 150.000 đấy. Khúc nguyên bản nhá, Vanda nguyên bản nhá. Cái này là Vanda hương chanh cho hoa vào cũng mới tàn hoa vừa rồi đây thôi các bạn ạ. Mới tàn hoa thì nó đã cho hoa cách đây là 1 tháng rồi. Như có những cây nào nở sớm ấy, thì nó nở vào đúng tháng giêng đó. Tháng giêng và tháng 2. Thì hoa cực kỳ là thơm luôn. Về cái dòng Vanda hương chanh này, hoa rất thơm ạ. Đấy. Và còn đây là cái long tu xanh đá tím nhá. Long tu đá tím đấy ạ. Long tu đá tím thì em có cái loại có một chút hàng cây ngắn ngắn này đây, chắc độ hơn cân. Hàng cây ngắn ngắn này giá là 180.000 một cân đấy ạ. Còn ở đây thì cái loại hàng thân nó mảnh mảnh hơn thì nhưng mà nó lại dài nhé các bạn nhé. Hàng này thì rất là đẹp, có giá là 200.000 một cân ạ. Cây bây giờ đang lên mầm nhé các bạn nhé. Vừa rồi là cây cũng mới tàn hoa đấy, mới tàn hoa đây thôi. Đây đây còn một cái cọng hoa mà mới tàn đây, mà cái cọng thôi mà đã rất rất là tím rồi này. Cái dòng này cho hoa một tím rất là đẹp nhé, cánh bóng mượt và nở hoa rất là bền hoa. 200.000 một cân ạ. Và còn đây là trầm trầm vàng nhé các bạn. Trầm vàng bây giờ cũng đang nụ này. Đấy. Đây là trầm vàng đang nụ đây. Một nụ này. Một số nụ nó to quá nó hay bị rụng trước rồi này. Đấy. Có những thân là vẫn còn chưa ra nụ nhé các bạn. Đấy, bây giờ mới đang là bắt đầu cái mùa nụ, mùa hoa của trầm vàng thôi. Đó. Trầm vàng thì em có độ khoảng 3 kg. Có giá là 450.000 một kg nhá, trầm vàng nhá. Đó. Và còn ở đây thì em còn có một cây châu to này. Cây châu to này có giá là 250.000 nhá các bạn. Đấy, cây châu to này có giá là 250.000 nhá. Nó bị vỡ mất một lá các bạn ạ. Trong lúc vận chuyển này nó bị vỡ mất một lá. Cái này thì với cái lô hàng trước thì còn sót lại một cây to thôi. Còn ở đây có ba cây xấu xấu nữa nhé các bạn ạ. Ba cây xấu xấu này 200.000 nữa này. Đấy. Đó. Ba cây châu xấu xấu này nó bị gãy lá này, cắt này. Và cây bên dưới này thì lá lành này. Có bốn lá thôi. Đấy, cây này cũng bị lỗi lá này, cắt lá này. Đấy, cắt đi hai lá. Đấy, 200.000 thôi cho ba cây châu này. Và cây to này là riêng cây to này không đá là 250 nha các bạn nhé. Đấy, lá này cũng bị vỡ một lá này. Đó. Đấy. Còn ở đây còn hai phần Trần Tuấn đây. Hai phần Trần Tuấn thì hôm qua về rồi, có khách chốt thì em hôm nay lại giới thiệu cho mọi người. Mỗi phần này là 200.000 nha các bạn nhé. Đấy, hoa Trần Tuấn đấy, hoa nở rất là bền ạ. Đó. Đấy, hoa nở rất là bền. 200.000 một phần đấy. Đó. Hai phần nó đều xem giống nhau thôi các bạn. Đấy. Còn hai phần duy nhất. Và còn đây thì em có độ khoảng hơn một cân vôi.
Đấy, vôi thì có giá là 260.000 một cân này. Đấy. Em bán cả phần này là 300.000 này, hơn một cân luôn nhá các bạn nhé. Chắc là đến cân rưỡi. Thì em bán với giá là 300.000 thôi này, phần vôi loại hàng đẹp này nhé các bạn nhé. Và còn đây em còn bó đơn cam. Đây là một bó đơn cam. Đấy, duy nhất có một bó thôi, 250.000 bó này ạ. Đấy, hàng rất là giá đẹp đấy ạ. 250.000 bó đơn cam này nhé các bạn nhé. Đó. Đây ạ. Hoa đơn cam này, như đây vẫn còn một nụ này. Bây giờ đang là mùa hoa nên là về chúng ta ghép lên là sắp tới cây nó sẽ lên những mầm cây con nhé các bạn nhé. Và còn đây là một bó thập hoa. Bó thập hoa này em để giá cho mọi người là 100.000 thôi này. Em xin lỗi các bạn nhé. Đây là bó báo hỷ ạ. Em lại nói lộn tên. Đấy. Đây là bó lan báo hỷ nhé các bạn. Báo hỷ vừa rồi ra hoa rất là nhiều đấy ạ. Thì bây giờ đang lên mầm gốc như này nhé các bạn nhé. 100.000 nữa bó báo hỷ này. Còn đây có ba bó ý thảo ba màu. Ba bó ý thảo ba màu, cây đang lên những cái mầm cây tơ này, rất là chi chít này. Ba bó này thì em chia đều, ba bó này đều giống nhau thôi. Đấy, 150.000 1 kg, à, một bó đấy ạ. 150.000 một bó nhé các bạn nhé. Ba bó này ạ. Và còn đây là hạc vĩ Bắc. Hạc vĩ Bắc thì cái lô hàng này sáng nay về đây thì không được đẹp mấy rồi. Cái này thì em bán với giá rẻ thôi, 260.000 1 kg. Đấy. Chứ còn loại hàng đẹp của nó phải 300.000 1 kg các bạn ạ. Hạc vĩ Bắc nhé. Đấy, hạc vĩ Bắc thì thân nó sẽ mềm hơn hạc vĩ Lào. Và còn đây là hạc vĩ Lào đây. Hạc vĩ Lào đây thì đấy, mỗi bó nhỏ nhỏ này là 50.000 một bó đấy ạ. Đấy, hai bó là 100.000 nhé các bạn nhé. Hạc vĩ Lào nhé. Đấy, cái này thì chúng em nó bó sẵn để tiện cho mọi người đặt hàng, mua hàng. Hai bó là 100.000 nhé các bạn. Đấy. Em gửi đơn hàng tối thiểu ít nhất là từ hai bó trở lên. Nếu mà các bạn lấy kèm những loại lan khác thì em sẽ gửi một bó cũng được. Đấy. Vậy nhá. Đấy. Và còn ở đây em có dáng hương tam bảo sắc này. Dáng hương tam bảo sắc thì có giá là 300.000 1 kg đấy ạ. À, em xin lỗi, 250.000 1 kg ạ. Loại dáng hương tam bảo sắc hàng rừng này. Cái này thì hàng này thì em nhập Thanh Hóa nhé, rừng Thanh Hóa nhé các bạn. Đó. Dáng hương Thanh Hóa thì nó thuộc vào miền Trung rồi các bạn ạ. Đấy. Dòng này thì nó cho hoa muộn hơn cái dòng dáng hương Tây Bắc. Đấy các bạn ạ. 250.000 1 kg nhé, dáng hương tam bảo sắc ạ. Nói chung là nó là hàng xô thôi. Chủ yếu là lá lướt, không gần như là không có lá xếp, tại vì cái hàng lá xếp nó có giá tới 300 đến 500 tùy theo từng loại cơ các bạn ạ. Đấy. Dòng này thì lá lướt thì chia sẻ với mọi người cái loại hàng giống thôi. Trong lúc gửi hàng chúng em sẽ vặt bớt những cái lá già, lá vàng này nhé các bạn nhé. Đây là những cái lá vàng, lá già thôi. Đấy. Những cái lá già này nó sẽ rụng và lại cho ra rễ ở những kẽ lá này. Đấy. Nói chung là dòng dáng hương thì rễ của nó ra đến đâu thì lá nó sẽ già và vàng rụng đến đấy nhé các bạn nhé. Đó, 250.000 1 kg rồi. Và còn đây em còn có cái kiểu vuông mỡ gà này. Hàng này thì cũng xấu xấu rồi, cái hàng đẹp thì em đã bán hết rồi, còn cái phần xấu xấu này thôi thì chắc phải đến gần 2 kg, phải tầm 2 kg á, cái kiểu vuông mỡ gà này. Thì em để cho mọi người là 250.000 này, phần kiểu vuông mỡ gà này nhé. Và còn đây là mặt hàng rất là rẻ đây. Chuối ngọc. Rất là rẻ mà rất là đẹp đấy ạ. Hoa thì rất là đẹp luôn, hàng rừng nhé các bạn. Bây giờ cây đang lên mầm cây con nhé các bạn. Cây đang lên mầm cây con rất là nhiều ạ. Rất là khỏe ạ. Đây. Ví dụ như khóm này đây đang lên hai mầm này, rất là khỏe này. Đó. Loại này có giá là 150.000 1 kg rồi ạ. Là chuối ngọc ạ. Chứ còn bình thường thì lúc cây nó chưa nở hoa thì luôn có giá 200 trên 200.000 trở lên cơ. Nhưng hôm nay em nhập được cái lô với cái giá nó rẻ thì em để với cái giá hàng giống cho các bạn là 150.000 1 kg thôi ạ. Và còn đây là dáng hương miệng kín này.
Cây giáng hương miệng kín này thì cây nó lá xếp rất là đẹp luôn các bạn. Chẳng qua cái lá nó khá là giòn nên là lúc khai thác về á là nó bị gãy ấy. Đôi chút đây này, như lá này rất là giòn luôn. Đó. 100.000 1 kg thôi, giáng hương miệng kín hai thùy nhé các bạn nhé. Đấy. Và còn đây là kiếm đỏ Cao Bằng. Kiếm đỏ Cao Bằng thì ở đây em có một dề này. Dề này 200.000 nhé các bạn. 200.000 một dề này. Và còn đây có ba bó hàng lẻ lẻ đây. Thì mỗi bó là 60.000 một bó thôi ạ. Rất là rẻ ạ. Đấy, 60.000 một bó nhé, còn ba bó duy nhất thôi này. Đấy. Đó. Và còn đây là sơn thủy tiên đây. Sơn thủy tiên cái mặt hàng này thì cũng được các bạn đang lựa chọn mua kép vào vườn, tại vì cũng đang là mùa hoa và cái mùa cây nó sẽ lên chồi mới nhé các bạn. Đấy thì như cái lô này đây thì những cái vòi hoa nó đã bị hỏng hết rồi các bạn ạ. Đây này, những cái vòi hoa nó bị héo hỏng hết rồi đấy, gần như là không còn vòi hoa rồi đấy. Có cây nào mà ra hoa muộn ấy thì về nó sẽ đâm chồi hoa sau nhé. 200.000 1 kg cái sơn thủy tiên này. Còn đây là long tu xuân. Long tu xuân em còn ít hàng giống này thôi, là có giá là 220.000 1 kg đấy ạ, loại hàng giống ạ. Đấy. Và còn đây là trúc đen. Trúc đen hay còn gọi là mai trúc lan nhé các bạn. Đây, cây thì bây giờ đang nụ lác đác, vẫn còn cây đang nụ và lác đác, cũng đã có cây đã nở bông nhé các bạn. Đây, như ở dưới này đây rất là nhiều nhiều cây đã nở bông này. Đấy. Đấy. Mặt bông là vàng rực nhé các bạn nhé. Dòng này chúng ta trồng vừa trồng làm kiểng, trồng xuống những cái chậu cao cao ấy. Đấy, rất là đẹp luôn ạ. Vì cái trúc đen này vừa trồng làm kiểng và đến mùa hoa này, chúng ta được xem những cái bông hoa màu vàng vàng. Và cây bây giờ đồng thời cũng đang xuống lá rồi nhé các bạn nhé. Đấy, cây gần như là không còn lá. Để nó khoe hoa mà các bạn. Đấy. Sắp tới cây sẽ lên những mầm cây con mới và sang năm lại tiếp tục cho hoa nhé các bạn nhé. Đấy, chúng ta trồng làm kiểng vừa được xem hoa nữa. Đó. Có giá là 150.000 1 kg thôi ạ, trúc đen ạ. Và còn đây là cái mặt hàng này cũng rất là dễ trồng. Dễ trồng ở khắp mọi vùng miền. Đấy, chúng ta trồng vào làm trụ cổng, làm trồng vào tường rào cho nó bám tường rào, tường nhà, tường gạch thì đấy cũng rất là đẹp mà cho hoa màu đỏ rực luôn các bạn. Đây là những vòi hoa, nhưng mà những vòi hoa lúc vận chuyển nó bị hỏng rất là nhiều tại vì nó rất là dài rồi, những cái vòi hoa này. Đấy. Đây là phượng vĩ nha các bạn. Đó. 150.000 1 kg nữa, lan phượng vĩ ạ. Và còn đây là lan đùi gà tròn. Đùi gà tròn thì ở đây có 2 dề và hàng kg đây. Đấy, sáng nay mới về lô, vẫn còn lác đác, có những thân đang hoa như này. Và đùi gà tròn năm nay nó trốn hoa nên là sang năm chắc chắn cây sẽ nở rộ nhé các bạn nhé. Cây sẽ cho hoa nở rộ luôn. Như thân này đây nó chỉ ra được có một mắt hoa này, hai mắt hoa này. Đấy, màu hoa rất là tím luôn. Đó, màu hoa tím như bông kèn luôn. Đấy, cánh hoa này tím đậm như kèn vậy. Lác đác một vài bông vẫn còn ấy này. Đấy, như bông này thì hơi nhạt màu hơn chút, nhưng mà ở đầu cánh cũng rất là đậm màu tím. Loại hàng kg là 220.000 1 kg nhé các bạn nhé. Đấy, em bán hàng xô thôi ạ, không có hàng chọn. Hàng chọn đẹp thì nó phải trên 2, nó phải 250.000 1 kg cơ. Đấy, nay em bán hàng xô là 220.000 1 kg này. Đó. Và đây em có 2 dề đây. Dề này có giá 700.000 này. Đó. Có 2 dề nhá, dề này dài, to dài. Có giá là 700.000 ạ. Cho là dề số 1 đi, còn đây dề số 2 đây. Đấy. Dề này thì có giá là 600.000 đây. Dề này thân ngắn nhá các bạn nhá, và xuống lá khá là nhiều. Đấy. Cây nó đang xuống lá rất là nhiều luôn ạ. Đây là những cái thân mà sang năm cho hoa đây. Thì nó cũng đang xuống lá, đây. Như thân này đây. Đó. Và lên đồng thời nó cũng đang lên mầm gốc nhé các bạn nhé. Nó xuống lá xong thì nó mới lên mầm gốc nhé các bạn nhé. Đây này, như thân này, dề này đây thì nó chưa xuống lá thì nó vẫn chưa lên mầm gốc nhé các bạn. Đấy. Và cả hàng kg đây, nó còn lá như vậy là nó chưa lên mầm gốc đâu các bạn ạ. Nên là
lúc vận chuyển sẽ không bị lo bị hỏng những cái mầm gốc, những cái mầm sắp tới nó sẽ cho chúng ta hoa nhé. Đó. Và còn đây là cái lan dáng hương Vanda hương chanh đây, dáng hương Vanda hương chanh này của rừng Cao Bằng chúng em đấy. Đây như vừa rồi đây em đã giới thiệu hai dãy đấy, hoa rất là thơm đấy. Cái dáng hương hàng kg này là 150.000 1 kg này ạ, 150.000 1 kg này. Do thời gian bận rộn quá em không bó được thành từng bó nên là cứ bán theo hàng kg vậy cho nó. Lúc nào đóng gói lan thì chúng em sẽ cân sau đấy, 150.000 1 kg ạ. Và còn đây, đây cũng là đống dáng hương tam bảo sắc, các bạn ấy xếp thành hai đống dáng hương tam bảo sắc là 250.000 1 kg ạ. Và còn đây là kiều vàng đây, lan kiều vàng thì có giá là 150.000 1 kg ạ. Lô lan kiều vàng thì bây giờ đang nụ này đấy. Nói chung là lô này thì thân nó mảnh mảnh thôi nên là em bán với cái giá nó rất là rẻ thôi ạ, là 150.000 1 kg. Chứ còn hàng đẹp của nó là từ 180 đến tận 300.000 cơ. Ví dụ như cái loại hàng mà nó nhổ vườn ở ở Trung Quốc về á thì loại đấy phải trên 300.000 1 kg, tại vì loại đấy nó toàn thân tơ cơ. Đấy mà hàng đấy nhìn rất là mướt mướt nhưng mà thực sự là em cũng không dám nhập hàng về, tại vì những hàng nhổ vườn thì chắc chắn nó sẽ khó trồng hơn cái hàng rừng, tại vì họ dùng phân thuốc nên là em không 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 dám nhập loại hàng đấy về, tại vì chúng ta trồng sợ trồng là sẽ bị chết đấy. Cái này của em là hàng rừng Tây Bắc nhé các bạn nhé, nên là bây giờ còn hàng cây nho nhỏ thôi xấu thì em cũng để với cái giá là rất là rẻ thôi, chia sẻ với mọi người là 150.000 ạ. Và còn đây là kim điệp xuân. Kim điệp xuân thì nay cũng chỉ còn là hàng giống thôi chứ còn không có, tại vì nó cũng đã mới hết mùa hoa đấy. Bây giờ về chúng ta nuôi những mầm gốc này nhé các bạn nhé. Đó, 120.000 1 kg đấy ạ, kim điệp xuân ạ. Nay em giảm giá xả hàng đi nhé các bạn nhé, cực kỳ là rẻ luôn ạ, 120.000 1 kg thôi này. Đó, còn đây hoàng phi hạc. Hoàng phi hạc loại hàng cây giống này có giá là 160.000 1 kg đây. Còn loại hàng đẹp ở bên này đây thì có giá là 200.000 1 kg ạ. Hoàng phi hạc nhé các bạn nhé. Đấy, hoàng phi hạc bây giờ cũng đang lên những cái mầm gốc như này đây. Đó. Và cây nó đã xuống hết lá nhé, cây những cái thân già, những cái thân vừa rồi đã ra hoa là nó cũng đã xuống hết lá và bây giờ đang lên những mầm gốc này. Nên là chúng ta mua làm giống thì cực kỳ là được lợi về đầu cây, tại vì nó rất là nhẹ thôi các bạn ạ. Còn đây em có ít hàng dề nữa này. Cái hàng dề này thì bác nào thích thì em cân để giá cho là 220.000 1 kg đấy ạ. Đấy, hàng dề. Và còn đây là ngọc thạch. Ngọc thạch rừng Lào nhé các bạn. Bây giờ cũng đang đang trổ bông đây. Cái loại này thì mới lấy từ thùng ra ấy, nên là màu nó rất là nhạt thôi, không không được đậm màu. Đấy, ngọc thạch rừng Lào có giá là 180.000 1 kg nhé các bạn nhé, 180.000 1 kg. Và còn đây là em có độ khoảng 2-3 cân thập hoa gì đấy, thập hoa có giá là 150.000 1 kg ạ. Đấy. Và còn ở đây là lan đùi gà dẹt. Đùi gà dẹt thì nay em bán cũng bán với cái giá xả hàng thì giá là 150.000 1 kg thôi các bạn ạ. Đùi gà dẹt. Đùi gà dẹt cho hoa thì rất là sai hoa. Đấy. Đây là những cái thân thân tơ đây, để sang năm chúng ta chơi hoa đây. Đấy, những thân này là năm nay là nó trốn hoa nên là nó chưa ra hoa. Thì sang năm nó sẽ ra hoa ở những cái thân này nhé các bạn nhé. Đấy, đùi gà dẹt hoa cũng màu tím và nó sẽ nở trước cái đùi gà tròn. Thường thì ở các tỉnh nắng ấm á, thì cây nó sẽ nở hoa vào khoảng tháng giêng đấy. Đùi gà dẹt nhé, 150.000 1 kg. Và còn đây là lan hương rừng. Hương rừng bây giờ đang lên mầm gốc rất là chi chít đây. Đó, hương rừng ạ, hàng rất là đẹp luôn ạ, chủ yếu toàn hàng dề thôi các bạn. Đấy, hàng dề, hàng khóm. Mỗi khóm này chắc độ khoảng 2-3 lạng. Thì có giá là 220.000 1 kg nè, hương rừng nhá. Hương rừng thì
cũng đang là mùa hoa mùa nụ thôi, nhưng mà những cái thân này thì chưa, những thân này thì ra hoa rồi này. Đấy, hương rừng ạ. Và còn đây là ngọc thạch bắc nhé các bạn. Ngọc thạch bắc thì vẫn bây giờ vẫn chưa hoa đâu các bạn, bây giờ nó vẫn còn đang nụ thôi, ngọc thạch bắc ấy. Đó, như thân này đây thì chưa thấy nụ đâu này. Đấy, có lác đác một vài thân là đang nụ rồi nhé các bạn nhé. Đây, như thân này đây là đang nụ này. Đó, thân này đang nụ rồi nhỉ. Đấy, ngọc thạch bắc thì sắp tới chúng ta sẽ được chơi hoa luôn nhé. Ngọc thạch bắc 200.000 1 kg. Đấy, 200.000 1 kg đấy ạ. Còn ở đây thì cái hàng loại cây ngắn ngắn, hàng giống về cái ngọc thạch bắc này thì có giá là 160.000 1 kg đấy ạ. Đấy, em chia sẻ với mọi người với cái giá rẻ nhất này. Và còn đây em có một dề ngọc thạch. Dề ngọc thạch này thì đã nở hoa hết rồi. Dề ngọc thạch nở hoa hết rồi các bạn ạ. Dề ngọc thạch này bây giờ đang mầm rất là cao luôn này. Dề ngọc thạch này em để cho mọi người là 200.000 đấy ạ. Đấy, dề này cũng có khoảng 1 kg thôi. Đấy. Và ở trên này đây thì em có cái nhất điểm hồng. Nhất điểm hồng đây. Nhất điểm hồng thì có giá là 180.000 1 kg nhé các bạn. Cây bây giờ thì còn rất là nhiều nhiều thân vẫn còn đang nụ đây. Đấy. Đây là những cái nụ nhất điểm hồng đây. Cánh trắng họng hồng nhé các bạn nhé. Nhất điểm hồng á. Hoa rất là đẹp luôn ạ. Và bông rất là to. Và cánh dày bóng nên là hoa nở cũng rất là lâu tàn. Đó, 180.000 1 kg ạ. Hàng đây. Đấy, có những thân đang nụ rất là nhiều này. Đó. Và còn đây là hoàng lạp. Hoàng lạp cũng có giá là 150.000 1 kg ạ. Đấy, lan hoàng lạp. Lô hàng này thân cây cũng khá là to đấy ạ. Đó, 150.000 1 kg thôi. Đấy. Còn ở đây là kim điệp nhựa. Kim điệp nhựa nay em cũng bán xả hàng cho mọi người là 180.000 1 kg thôi ạ. Đấy, kim điệp nhựa nay em bán cái giá hàng giống đi cho các bạn thôi. Cây cũng mới tàn hoa nhé các bạn nhé. Và chuẩn bị lên những cái mầm gốc để chúng ta nuôi, sang năm chúng ta chơi hoa tiếp nhé. Đấy, kim điệp nhựa, kim điệp thơm đấy ạ. Loại này nở hoa rất là bền, tầm khoảng 2 tháng nó mới tàn hoa cơ. Đấy, mà có giá rất là rẻ, 180.000 1 kg thôi ạ. Đấy, vừa rồi là tất cả những mặt hàng lan mà ngày hôm nay em có để chia sẻ với mọi người. Và em đã báo giá chi tiết từng loại cho các bạn nhé. Các bạn đặt hàng vui lòng gọi điện thoại trực tiếp cho chúng em theo số điện thoại là 0984754102, hoặc là nhắn tin trực tiếp đơn hàng và địa chỉ cho chúng em, rồi chúng em sẽ nhận đơn hàng và gửi hàng đi trong ngày cho các bạn. Các bạn sẽ nhận được lan trong vòng khoảng ở gần thì chừng khoảng sau 1 ngày, ở xa thì chừng khoảng 3 hoặc 4 ngày. Đấy, với những cái tỉnh lẻ xa nhất thì tầm chừng khoảng 4 ngày nhé các bạn nhé. Đấy, em Ngọc Bền xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị các bạn đam mê lan Trung Quốc nhé.